Bóng đá U19 quốc tế năm 2019. Đội trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam ở trận này là Thanh Khôi. Và đội trưởng của U19 Thái Lan là Nôn Tharat. Và lúc này thì các cầu thủ U19 tuyển chọn Việt Nam và các cầu thủ U19 Thái Lan đang làm các thủ tục để bước vào cuộc đọ sức ngày hôm nay. Đây là đội xuất phát của U19 tuyển chọn Việt Nam trong cuộc đọ sức này. Ngày hôm nay U19 tuyển chọn Việt Nam thi đấu với thủ môn băng áo số 13 Phan Văn Chuẩn, các cầu thủ số 2 Vũ Tiến Long, số 4 Trần Quốc Thành, số 5 Nguyễn Thanh Khôi đội trưởng, số 7 Trần Mạnh Quỳnh, số 8 Phạm Quang Tú, số 11 Phạm Xuân Tạo, số 15 Nguyễn Văn Tài, số 16 Ngô Đức Hoàng, số 19 Bùi Long Nhật và số 20 Võ Vũ Việt Hoàng. Huấn luyện viên trưởng của U19 tuyển chọn Việt Nam là ông Guillaume Rassen, huấn luyện viên người Pháp. Ngày hôm nay các cầu thủ U19 Thái Lan thi đấu với chiếc áo màu xanh và đây là đội xuất phát của U19 Thái Lan ở trận này. Bảo vệ khung thành của U19 Thái Lan là thủ môn bóng số 1 Rakiat, cầu thủ số 2 Kusat, số 3 trận chung kết của giải. Bắt tay không được, không hiểu với nhau. Vừa rồi chúng ta định phối hợp với Long Nhật nhưng không thành công. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá cao. Thanh Khôi, đội trưởng của U19 Việt Nam. Không bao, không bao, không bao, không bao. Trận đấu đến giờ nhưng Xuân Tạo đã bỏ lỡ và bỏ lỡ luôn cơ hội có thể ghi bàn thắng thứ ba của mình tại giải đấu lần này. Xuân Tạo đã vượt qua được cả thủ môn Hoàng Kiết của U19 Thái Lan nhưng hậu vệ mang áo số 4 là Góc Sông Tham đã lùi về rất kịp thời để giải nguy. Người đã chuyền bóng để cho Xuân Tạo băng lên là đội trưởng Thanh Khôi. Xuân Tạo đã khống chế bóng hợp lý và vượt qua được cả thủ môn Rakiat của U19 Thái Lan. Chỉ tiếc là pha dứt điểm cuối cùng của Xuân Tạo lại không được như ý muốn.
hơn. Khi U19 Thái Lan cũng đã có những pha tiếp cận khung thành của Quan Văn Chuẩn. Truy sát. Không có lỗi. Người vừa tranh chấp là Quang Tú. Đây là Long Nhật. Vẫn đảo không biệt vệ. Người chuyển lên sân, có đi. Của thủ môn Rakiat bên phía U19 Thái Lan, và Xuân Tạo đã không bỏ lỡ cơ hội. 1-0 cho U19 tuyển chọn Việt Nam. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà chúng ta đã thể hiện trong 45 phút trận đầu tiên và cho đến cả thời điểm này của trận đấu nữa. Rakiat đã có một pha băng ca, nhưng anh đã thực sự mắc một sai lầm rất nghiêm trọng. Thì mùa này